Xin chào tất cả mọi người. Mình là Trần Văn Hiếu, admin của diễn đàn tự động hóa PBC Việt Nam. Thì hiện nay Hiếu đang đứng đây ở nơi Hiếu đang ở chính là hội quán PBC Việt Nam số 9 Tự Cường. Thì nơi này là nơi để cho các bạn có thể tới để giao lưu chia sẻ về kỹ thuật, có các cái bộ thiết bị demo để các bạn học, tức là học và tự thực hành trên các cái thiết bị đấy. Và từ đây chỉ cần uống 1-2 ly cà phê tùy theo các bạn ở một buổi hay một ngày kể các bạn ha. Thì cái việc đấy là quán là rất là mừng khi có các bạn tới để cùng học tập trên các bộ thiết bị đấy. Thì những cái mà Hiếu chia sẻ đây là để mong muốn các bạn có thời gian, những bạn nào gần thành phố Hồ Chí Minh có thể sắp xếp tới đây để học trực tiếp. Còn những bạn nào mà ở xa, cách thành phố Hồ Chí Minh cũng khá xa, không có điều kiện tới học trực tiếp, thì các bạn có thể tham gia các cái khóa học online của mình. Thì vừa rồi là mình đã quay xong tất cả các phần nội dung liên quan tới phần lý thuyết và phần thực hành cho khóa học lập trình PBC S7-2 cơ bản. Thì trong phần tiếp theo đây, Hiếu sẽ giới thiệu tới mọi người là khóa học lập trình PBC S7-2 nâng cao. Thì trong cái phần học này thì chúng ta học cái gì? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ học về là tổng quát về cấu trúc lập trình, tức là lập trình cấu trúc như thế nào, cách PBC web, các cái OB thực hiện ra sao, sẽ thực hành ở đây. Rồi thứ hai là cái hàm chức năng FB, FC chúng ta xử lý như thế nào, các cái dữ liệu về DB và UDD là gì, cách xử lý ra sao. Chúng ta sẽ từ đó chúng ta sẽ biết được và phân biệt được cái sự khác nhau giữa FB và FC, khi nào chúng ta sẽ sử dụng FB, khi nào chúng ta sẽ sử dụng FC. Nội dung thứ ba đó là xử lý về thời gian thực, PBC đọc thời gian thực như thế nào, và cách thức để chúng ta đọc và xử lý thời gian thực làm sao cho nó đúng. Rồi thứ tư sẽ là phát và đọc xung tốc độ cao. Thì chúng ta sẽ có xử lý xung tốc độ cao là bằng cái bộ HSC, tức là High Speed Counter. Và chúng ta phát xung tốc độ cao thì có là phát xung PWM, là phát xung theo gọi là điều động xung hay còn gọi là điều chế xung, và PTO là chúng ta sẽ phát xung để điều khiển cho sạc vô. Với PWM thì chúng ta sẽ điều khiển cho drive. Cho drive ở đây là chúng ta sẽ sử dụng cho các cái step motor. Thứ năm là lập trình xử lý PID. Thì chúng ta sẽ biết cách là tại sao phải gọi PID trong OB ngắt chu kỳ, những lý thuyết cơ bản về PID và cách thức để chúng ta xử lý PID như thế nào để đạt được cái giá trị tốt nhất, và cách lưu trữ các cái tham số đấy để sau này khi mà PBC có xảy ra sự cố thì chúng ta đã có những cái project để lưu sẵn và không phải đi tân linh lại, không phải đi dò lại một lần thứ hai. Rồi thứ sáu là chúng ta sẽ xử lý dữ liệu với data block, tức là chúng ta lưu dữ liệu vào, đọc dữ liệu này và lưu dữ liệu vào data block như thế nào và cách thức thực hiện. Thứ bảy là làm việc về basic, về tới là web server, những cái phần liên quan cơ bản về web server để chúng ta thực hiện ra sao. Thứ tám là chúng ta sẽ truyền thông giữa PBC, các cái PBC S7 thông qua Profinet, tức là những PBC trao đổi dữ liệu thông qua Profinet thì chúng ta cấu hình ra sao, tại sao chúng ta phải sử dụng những cái cấu hàm vậy, và nếu mà sử dụng những cấu hàm khác thì chúng ta có những phương pháp nào, thì sẽ tập trung ở đây. Thứ chín là ngôn ngữ lập trình Excel. Thì như các bạn biết đấy, thì về ngôn ngữ Excel đó, là với các cái ngôn ngữ lập trình cơ bản là Ledger, FDD ha, thì STL không hỗ trợ cho S7-1200 mà STL chỉ hỗ trợ cho S7-300, 400 và 1500. Với ngôn ngữ cơ bản của S7-1200 là có Ledger và FDD đấy, thì các ngôn ngữ này rất là dễ sử dụng đối với những người học về điện hoặc là về những cái thiết bị liên quan tới điện. Nhưng mà giờ những anh em, những người kỹ thuật đang làm mà có những cái khả năng lập trình C tốt thì chúng ta có thể chuyển sang và sử dụng ngôn ngữ Excel. Về cấu trúc để cho chúng ta tạo ra một cái ngôn ngữ Excel như thế nào thì trong cái phần mà Hiếu sẽ giới thiệu cho các bạn về cách thức và cấu trúc cho một cái ngôn ngữ Excel ra sao để mọi người thực hành và làm một cái đoạn code nhỏ.
Thì đây là toàn bộ các cái nội dung liên quan khóa học mà các bạn sẽ được học. Đấy. Thì trong cái quá trình mà học, nếu các bạn có những gì thắc mắc thì có thể để lại thông tin và comment phía dưới những cái video để cho các bạn khác có thể cùng đọc những nội dung khó đấy và sau mình trả lời một tập cho nó tiện. Còn những bạn mà làm khó khăn thì sẽ có một cái team support online cho các bạn. Thì đây là toàn bộ những cái phần liên quan tới cái khóa học lập trình F7-1-2 nâng cao. Thì hy vọng rằng những bạn nào mà có điều kiện thì có thể tới hội quán và học offline để tăng cái sự tương tác và hiệu quả. Còn những bạn nào ở xa thì đây là những nội dung mình quay khi mình làm, như là những cái khóa cơ bản mà các bạn đã theo học đó, và phù hợp cho những bạn không ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là như ở những tỉnh xa thì sẽ học như là trong tại lớp. Thì điều kiện cho các bạn đó là các bạn cần phải có một cuộc tiêu sinh liên quan tới cái cần phải có sạc vô, phải có tín hiệu trả lời analog đấy. Thì hy vọng các bạn có chuẩn bị tất cả mọi thứ để khóa học của chúng ta hiệu quả và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau và nội dung chương trình trong khóa học lập trình F7-1-2 nâng cao. Xin chào và hẹn gặp lại.